Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hy Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em hãy đều làm một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Cha ơi, từ một nơi chúng con về đây, hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi nơi nghe đến ngoài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhân biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Thật lấy chính Chúa hướng đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mỗi nơi ta soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau. Cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, quyền thân Linh Chúa hay đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm mãi chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai tường cha ban. Hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ, và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi nơi nghe đến ngoài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhân biết chân lý Ngài, và bởi ơn đến cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Từ muôn nơi
kịp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi người nghe đến ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý ngài và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Mặc lấy con đến với nhau và cho chúng con được làm một trong ngài. Xin ban cho chúng con năng quyền của Thánh Linh ngài để đem tình yêu của Chúa Giêsu đến với tất cả mọi người. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt ngài và làm ơn. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem và làm thành những khải tượng của bạn. Trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em hãy đều làm một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Cha ơi, từ muôn nơi chúng con về đây, hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý ngài và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Thật lấy chính Chúa hướng đi với ngài bằng tất cả. Hãy subscribe.
khát khao cho một người biết Chúa. Mỗi nơi tỏ soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau. Cùng dâng tiếng hát, chúng con hiệp một. Quyền thần linh Chúa hay đến viếng thăm dân tộc con. Phúc âm mãi chiếu sáng khắp mọi nơi. Người người nhận biết khai tường Cha ban nơi nơi phục hưng. Hiệp cùng nhau trong tình yêu Cha ái từ, và giờ đây tay trong tay không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh Cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi người nghe đến ngài, để tình yêu Cha ban ra cho một người nhận biết chân lý ngài, và bởi ơn Đức Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con mang lấy chính Chúa. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. Trong tay không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh Cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi người nghe đến ngài, để tình yêu Cha ban cho một người nhận biết chân lý ngài, và bởi ơn điển Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con mặc lấy chính Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài vì đã đem chúng con đến với nhau và cho chúng con được làm một trong Ngài. Xin ban cho chúng con năng quyền của Thánh Linh Ngài để đem tình yêu của Chúa Giêsu đến với tất cả mọi người. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài và làm ơn. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem và làm thành những khải tượng của bạn. Trong Đức Chúa Giêsu Christ, anh em hãy đều làm một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Cha ơi, từ muôn nơi chúng con về đây, hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em, mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến ngoài. Để tình yêu cha ban ra cho một người nhân biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa hướng đi với Ngài bằng tất cả lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mỗi nơi tỏ soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau. Cùng dâng tiếng hát, chúng con hiệp một, quyền thân Linh Chúa hay đến viếng thăm dân tộc con. Phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khải tượng cha ban, nơi nơi phục hưng. Cha ơi, từ muôn nơi chúng con về đây, hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ. Giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em, mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến ngoài. Để tình yêu cha ban ra cho một người nhân biết chân linh Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính